Hello, chào các bạn. Hôm nay là chúng tôi muốn giới thiệu cho đến bạn cái vườn nhàu của thầy Du Quang Châu đó nha. Đây rồi, bây giờ mình nhìn thấy cái nhàu này ha. Thì cái nhàu này là trông rất là đẹp ha. Trước khi mà nói về cái nhàu á, thì tôi muốn cho mọi người hiểu về cái khái niệm của cái vấn đề mà dược liệu mà của trong cái trong cái cuộc sống ha. Thì mọi người biết á, ở trên thế giới á, là có những cái loại cây, thí dụ như cây mã đề nè, thí dụ như cây liễu nè, rồi là những cái cây á, mà nó mọc rất là nhiều ở trên thế giới, và những cái cây đều có tác dụng đặc biệt của nó hết á. Riêng cái nhàu này á, là nó là gọi là cái người ta gọi là những cái plante pay tropical, tức là cho những cái cây này ở những cái vùng nhiệt đới mới có, mà ở Hawaii á, thì có rất nhiều ha. Việt Nam mình, rồi Indo, rồi Campuchia, rồi tất cả đều có nữa. Và như vậy chúng ta sẽ đi coi cái nhàu đó, là từ từ ta trồng từ ban đầu nhỏ xíu vậy nè. Cái nhàu á, nó chút xíu vậy thôi. Và cái này là ta trồng bằng hạt nè. Thật ra là nó lên nhỏ xíu, rồi từ từ là nó lớn dần. Và mọi người xem đây. Cái cây mà để cho ra trái vậy á, là cái cây này á, là ra trái về là cây này khoảng độ chừng 3 năm, mà 3 năm mà nó ra trái nhiều vậy nè ha. Và mình nó thấy nó mảnh mai vậy ha, mà trái nó rất là nhiều. Tuy nhiên á, là cây thân giòn nha, cho nên là chúng ta thấy vậy chứ là dễ gãy lắm. Rồi bây giờ nhìn lại đây cái bông của nó nè ha, nó đẹp vô cùng không, thấy không? Và cái nhàu á, là đặc biệt của nó là trái rất là sai ha. Trái rất là sai. Bây giờ mình nhìn sơ qua cái vườn chút xíu đây nè, coi quay từ ở gốc này ha. Đó, cái gốc những cái cây này chẳng hạn, thấy cái cây này lê que hai cộng về mà nó ra trái vậy không, dễ thương vậy không, mà lá rồi bứt hết rồi. Cái này là lá bứt này để mà nấu với cá trê vàng ăn ngon lắm ha. Thế thì như vậy á, là giới thiệu sơ cho mọi người coi biết nhàu chơi thôi. Còn là cái tác dụng của nó thì mọi người biết là tại sao á, nhàu á, mà trong thời gian qua á, là nhàu của mình á, là rớt giá nè, nhà rồi nhiều nhà vườn á, là phải chặt bỏ hết. Là lý do là người ta dùng cái, khi mà có cái trái nhàu á, người ta chế biến á, thì cái mùi của nó là người ta làm không được, không tới nơi ha. Và coi như làm cái mùi làm cho cái người uống một lần ta không chịu được. Không phải ai uống cái trái nhàu cũng được, mà nó phải qua một cái chế biến rất là tinh vi. Do đó là thấy là đơn giản nhưng mà không đơn giản ha. Thành ra là hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu cho mọi người trước hết là cái cây nhàu. Rồi cái cách mà trồng trọt, rồi mọi người thấy, người ta trống không? Cái cây này nè, ủa nó cong hả? Nó cong từ đây lên xuống không? Nhưng mà nó rất là dễ gãi tại nó giòn. Chắc có lẽ là dành vài phút giới thiệu cho mọi người biết về cái cây nhàu chơi và cái cách trồng và cái vườn, mình làm cái vườn nhỏ nhỏ vậy thôi. Cái cơ sở của mình á, của thập chỉ liên tâm mình á, là mình trồng một cái vườn nhỏ vậy, thế này chừng vài 30 gốc là xài đủ rồi, chứ mình còn không cần làm nhiều. Nếu mà khi nào mà tốt rồi mình sẽ làm một cái vườn thật là lớn ha, chứ còn cái bây giờ thì chỉ vài cây là đủ rồi. Rồi xin cảm ơn mọi người tiếp tục theo dõi nha. Các bạn phải biết là một cái dược liệu quý ở trong cái đất nước mình thì nó có một cái là dở vậy nè, là ở đây là người ta không có biết được cái giá trị của cái cây nhàu ha. Mà cái giá trị của nó đó thì phải là được chế biến cho thiệt là chu đáo. Thật ra là một cái lần sản phẩm mà chúng tôi ra thì nó phải mất mấy tháng trời, cái khó là vậy đó, thấy không? Nhưng mà nếu như mà chúng ta mà biết sử dụng nó đúng cách, biết bào chế đúng cách thì nó trở thành cây thuốc là vô cùng quý, thấy không? Mà coi như nhà đây ha.
cái vườn lên ha. Đó, thôi. Hôm nay là mình muốn dẫn mọi người đến xem cái vườn nhàu của mình chút xíu. Để rồi qua đó là chúng ta sẽ có cái sản phẩm sắp tới tôi ra để cho mọi người có thể dùng được ha. Mà ok. Thôi thì biết chơi vậy thôi. Coi cây rồi trái rồi nó sum xê vậy nè. Thấy không? Xin chào các bạn đã có cái theo dõi. Hy vọng rằng mọi người có dịp là đến ghé thăm cái vườn nhàu của tôi một cái. Ha. Đây nè, trái rất nhiều, thích lắm. Thấy không? Ok, bye bye.